Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ Ủy viên Ủy ban nhân dân tháng 5 năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo các phòng ban đơn vị có liên quan, chủ tịch các phó chủ tịch thị trấn Lang Chánh. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung lắng nghe và tổ chức thảo luận về các nội dung dự thảo kế hoạch, các báo cáo về kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 08 ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển thị trấn Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự thảo báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét ban hành thực hiện trong thời gian tới. Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị liên quan thông qua tại cuộc họp cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp vào từng phần việc nội dung cụ thể chi tiết theo từng nhiệm vụ. Như kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 08 ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển thị trấn Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phải được xây dựng một cách cụ thể chi tiết nhất cho từng nhiệm vụ, phải thống nhất được thời gian để thực hiện. Cùng với đó là công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương liên quan nhằm cụ thể hóa phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng phát triển thị trấn Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng và phát triển thị trấn Lang Chánh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, thể thao của huyện Lang Chánh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đảng bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Lang Chánh nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo mục tiêu nghị quyết và kế hoạch đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đối với các nội dung còn lại như công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm cũng đã được các đại biểu cho ý kiến vào các giải pháp, cách triển khai thực hiện nhằm hoàn thiện các chỉ tiêu, mục tiêu và phải được thể hiện rõ để nâng cao hơn nữa nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan đơn vị, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao từ huyện xuống cơ sở để xây dựng nền hành chính điện tử nhằm phục vụ tốt mọi công việc chuyên môn. Đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, cũng có nhiều đề xuất để xây dựng nhiệm vụ thanh tra về công tác quản lý đất đai tại một số xã, thị trấn. Ngoài công tác thanh tra thường xuyên, cũng phải tổ chức thanh tra đột xuất nhằm định hướng, tham mưu cho cấp ủy, các cấp thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật của nhà nước ở lĩnh vực thực hiện của mình. Kết luận các nội dung đã được thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đánh giá cao tinh thần chủ động của các phòng ban liên quan đã chuẩn bị đầy đủ các kế hoạch báo cáo để trình Ủy viên Ủy ban nhân dân thảo luận, thống nhất lại các nhiệm vụ để trình Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí đề nghị đối với nội dung kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 08 ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển thị trấn Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để điều chỉnh một số nội dung, trước hết là các đề mục cần phải được bổ sung, chỉnh sửa, chỉ tiêu, mục tiêu phải chi tiết và có thời gian cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng ngành và từng lĩnh vực cần nêu rõ ràng, ngắn gọn nhưng phải đầy đủ, làm sáng tỏ nhất kế hoạch hành động một cách thuyết phục, không dàn trải để các cấp, các ngành vào cuộc quyết liệt
cùng với thị trấn thực hiện thành công nghị quyết theo đúng tinh thần đề ra. Đối với các nội dung còn lại về cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện tiếp tục nghiên cứu theo ý kiến đóng góp tại cuộc họp của các đại biểu để tiếp tục bổ sung các nhiệm vụ và hoàn thiện nhiệm vụ cần phải thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí cũng đã thống nhất với việc đề xuất thanh tra đối với một số xã về công tác quản lý đất đai để ngăn chặn từ sớm, từ xa đối với các vi phạm. Đối với công tác cải cách hành chính phải được tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc để nâng cao việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao. Cũng tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng đã giao một số nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới, đó là chuẩn bị các kế hoạch để thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về xây dựng đô thị cho phòng kinh tế hạ tầng và phải xong trước ngày 22 tháng 5, đổi mới công tác điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, cùng với đó là nâng cao chất lượng các văn bản phục vụ cho các cuộc họp.